Vào tối ngày 24 tháng 10 năm 2024, cộng đồng mạng dậy sóng với thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và một phụ nữ tự xưng là thành viên của tổ chức Việt Tân. Cụ thể, có người đã lan truyền tin đồn về việc cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã người phụ nữ này, người được cho là đã tiếp cận bà Hằng. Tuy nhiên, ngay lập tức, một số nguồn tin đáng tin cậy đã kiểm chứng và xác nhận rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt không có cơ sở xác thực từ phía cơ, cơ quan chức năng. Tin đồn này xuất phát từ một đoạn video và hình ảnh lan truyền trên TikTok, trong đó một số cá nhân khẳng định rằng người phụ nữ này có liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân và đã bị truy nã. Theo các nguồn tin, sau khi kiểm tra cổng thông tin điện tử của các cơ quan điều tra, không hề có bất kỳ thông báo chính thức nào về việc truy nã người này. Điều này chỉ ra rằng các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác và có thể nhằm mục đích gây hoang mang dư luận. Trước đó, nhiều người đã nghi ngờ về mối liên hệ giữa bà Nguyễn Phương Hằng và người phụ nữ này, cho rằng đây có thể là một sự dàn dựng để gây ảnh hưởng dư luận. Một số tin đồn còn cho rằng bà Hằng đã thuê người đóng vai để gây chú ý. Tuy nhiên, những thông tin này cũng nhanh chóng bị bác bỏ khi không có bằng chứng cụ thể và người phụ nữ tự xưng là Việt Tân vẫn biệt tích, không xuất hiện để làm rõ bất kỳ cáo buộc nào. Các cơ quan chức năng Việt Nam với năng lực điều tra và an ninh chặt chẽ sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến tổ chức phản động hoặc những hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi tin đồn đều chưa có cơ sở và người dân được khuyến cáo không nên tin tưởng vào các nguồn tin chưa được xác thực tránh bị lừa đảo hoặc kích động. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi quyết định ngừng xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, đặc biệt là các buổi giao lưu trực tiếp để tránh trở thành mục tiêu của các thế lực thù địch. Bà và ông Huỳnh Uy Dũng luôn được biết đến là những người thân thiện, sẵn lòng giao lưu với người dân. Nhưng hiện tại, vì lý do an toàn và trước các thông tin thất thiệt bà Hằng đã tạm ngưng mọi hoạt động công khai. Kết lại, vụ việc truy ná người phụ nữ tự xưng là thành viên của Việt Tân tiếp cận bà Nguyễn Phương Hằng đến nay vẫn chỉ là những thông tin chưa được xác minh và mọi người cần cảnh giác với các tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.